chuyến xe Hồng đã bắt đầu lăn bánh, bắt đầu một hành trình mới. Ăn không? Hoặc là mình lấy xoài mình chấm. Ừ thì đó, rồi đó. Em tưởng nó là xoài lắc, em bỏ vào em lắc. Không. Đợi xíu nha, để mở bịch muối ra đã. Ai làm thì là tôi thấy để ý cặp hai của Thảo Vy với lại Tú là yêu, yêu lắm nha. Nè. Ai ai em. Chia nhau hết rồi. Muối nè. Chia là Thảo Vy rồi. Cái đó gọi là đầu đầu dắt luôn chạy, em hiểu không? Bữa nay đem dắt con ta chạy. Cái vậy? Anh yêu. Trời anh yêu luôn. Tụi em nha. Để ăn. Để nó chút. Mới có gặp tấn nữa tiếng đồng hồ thèm chua rồi. Không xong rồi nha. Em đi bán hành cho tiêu luôn. Bán luôn okay. Tới giờ anh thử với anh okay, tới giờ. Ok, ok. Tới giờ người ta không thuộc về mình nữa rồi. Ai rồi? Em buồn quá anh ơi. Người ta đã bắt tay với Thu rồi. Buồn quá. Người ta không hề thích kinh dị. Mà không được cái kinh dị là sao? Em không có nói vậy anh Thi. Trời ơi, em trở mặt với bánh trái. Đúng rồi. Chứ tự trọng đi nha. Chị Việt cũng là bạn gái tôi, có gì xuống xe nói chuyện sao? Xe là đánh ghen á, chứ đâu nói chuyện gì xuống mà bầm lì nữa thôi. Tính là sáng gì mà nói chuyện nhau là thật hay giả vậy em? Anh cứ coi như là thật đi. À, không, em phải nói để em biết. Nói chung anh cứ nghĩ cái tim em không thuộc về anh này rồi. Mới lộn xong dán luôn. Sao? Không tiền. Dạ. Sau 2 tiếng đồng hồ di chuyển, chiếc xe Hồng đã đưa các bạn đến với khách sạn Malibu, thành phố Vũng Tàu. Ha. À. Em cho các bạn kiểm tra đồ đạc trước khi mà xuống, làm ơn cho Thu tiền vé. Than lên xem. Bây giờ cũng ngóng ngóng luôn nói gì. Trời ơi, muốn cái thời gian mà riêng tư của tôi chứ. Sao anh em? Anh trai. Còn ai người yêu em qua đây? Ok đi, ok nha. Tôi đi. Rồi ok đi. Thôi mình vào đi thử của chúng ta thôi. Tôi vô trước hỗ trợ nha. Dạ. Trời ơi biển kìa mấy má ơi. Ừ. Ôi mấy ông ơi, về thiết nghĩ ngày mai An xuống, mai xuất hiện rồi An sẽ ngồi nằm ngủ thôi rồi mấy ông. Thì sẽ có một giường ba người. Hai ông ở này nha. Tôi với bộ tôi ở trong kia nghe không? À. Ok, có vận động gì, có chuyện gì thì qua không được xuất hiện, không được, không được chạy qua phải không? Nghe, rồi, okay. Ok. Ok. Giao kẹo nha. Qua là phải gõ cửa. Ok. Không ở đây đâu. Ngay sau khi ổn định chỗ ở, các thành viên đã sẵn sàng đến với địa điểm trải nghiệm đầu tiên của hành trình. Chà, ngồi ngồi đây chân dễ thoải mái. Giờ em hạnh phúc rồi nha mọi người nha. Ta đùa thôi, tôi đùa thôi. Mà thật thì cũng như vậy. Để đến với địa điểm trải nghiệm đầu tiên, các bạn phải đi bằng tàu. Anh Phú ơi, anh Phú ơi. Anh Phú, chị đưa chúng ta đi. Ngôi nhà chung mùa 8 có một sự đổi mới. Đó là mỗi một buổi, ban tổ chức sẽ ghép cặp cho một nam và một nữ đi cùng nhau. Buổi sau sẽ lại thay đổi để giúp cho các thành viên tìm hiểu về nhau tốt hơn. Trong buổi hôm nay, các cặp đôi được ghép sẽ là Cẩm Tiên và Thanh Phú, Sê Nguyễn và Anh Thi, Hải Vy và Việt Hưng, Anna và Ngô Tuấn. Mới vừa được ghép cặp, anh Thi đã ngay lập tức thể hiện sự ga lăng của mình.
Đó, thấy chưa, người ta phải tình tới như vậy chứ ai gì. Quá rồi, đi sao đi. Ủa tôi ngộ ghê nha, sao mà tôi thấy thấy ổng xe Nguyễn cứ liếc liếc mình sao là nhìn ai nhìn Tiên vậy, nhìn hai Vy vậy? Không có đâu, không có. Sáng mới vừa cặp xe đi xong. Sau này nói xử với anh tốt rồi vậy. Hơi cấn cấn nha. Hơi cấn cấn, thằng bé kêu khác đi, mình bé cái kiểu mà nằm ngửa. Bé cái kiểu nằm ngửa được không? Anh sẽ cộng anh xúc rồi nè. Trời ơi. Trời ơi, nó nhột. Có sến không? Sến quá. Long Sơn là một xã đảo thuộc thành phố Vũng Tàu, là địa điểm du lịch sinh thái khá thú vị, được nhiều người yêu thích. Xã đảo Long Sơn từ lâu nổi tiếng bởi còn giữ nhiều nét đẹp thiên nhiên, người dân hài hòa, hiếu khách. Xưa sống chủ yếu bằng nghề đi biển, làm muối, nay còn có thêm nghề nuôi hàu, cá bè, làm du lịch và chế biến hải sản. Tuấn ơi, mang guốc không có đi đến đó được đâu. Dạ em đi chân công đi. Từ lúc được bắt cặp với Anna, Tuấn đã tỏ ra vô cùng quan tâm chăm sóc cho cô nàng. Mình đi vô trong đó xong mình đi vô cái chỗ của mấy cô chú ở trong cắt cá cho cá ăn á. Ha, đi vô đó luôn đi. Từ từ, từ dẫn ấy lên nè. Oh wow. Không đi à? Anh đây được không? Được, được. Hồi sáng á, lúc mà anh vừa nhìn thấy em á, anh là không biết là anh không dám gần em. Tại sao? Giống như là cảm thấy không, nó thật đi, nó thật theo cái cảm giác hồi cảm xúc hồi sáng, tại vì nhìn em kiểu cũng khó gần. Khi mà anh nghe em sản xuất chương trình nói anh bắt cặp đi em cả, thì anh vui. Tại vì mình có một cơ hội để tiếp xúc một người mà mình chưa dám nói chuyện nhiều. Có thể trên xe em nói chung tất cả mọi người anh đều nói chuyện nhiều, nhưng riêng em anh đâu có dám đâu. Không nghĩ sao em thấy anh lên xe anh giật giờ em thấy có vẻ là làm phiền gì đấy em không, hay làm phiền mọi người không? Không thấy không quan tâm á. Không phải, ý là mọi người ai muốn làm gì làm. Anh sẽ nhảy xuống như thế này. Em có thể chọn một cách đó. Hay là anh nói nghe là mình đi vào trong mấy mình ngồi đi. Ừ, đang ngồi chung con, được á. Chừng á. Té xuống thì có em cứu là gì? Ừ, em sẽ đứng đây và kêu cứu. Đúng rồi, có một cách. Anh em cũng có nhiều điểm tương đồng nhỉ. Đại gì? Thích nấu ăn, biết nấu ăn. Không thích xô bồ đông người. Anh có thuốc không? Không, anh không thuốc. Ủa vậy hả? Là không nhậu không có thuốc luôn? Nhậu. Khó tin đúng không? Ừ. Tại vì nếu như mà một người gặp anh lần đầu tiên họ sẽ không giờ tin. Thôi với anh là anh phải đỡ hoa là phải vậy cái kia. À là bây giờ không nhậu nhẹ, không cờ bạc, không rượu chè mà gái gú đúng không? No.
Nếu như anh mà như vậy thì anh tham gia chương trình này thì anh sẽ bị cầm lên một lượng khá lớn. Vậy khi yêu anh là người như thế nào? Anh thì thích cầu toàn. Cầu toàn có nghĩa là anh sẽ thấy ở người phụ nữ và người bạn gái của mình cái điều gì mà không ok thì anh sẽ sẵn sàng góp ý, và lúc nào anh cũng gọi là anh bao dung á, lúc nào anh cũng giống như anh muốn che chở cái người bạn của mình. Anh thích sự chia sẻ, phải sự chia sẻ và đồng cảm với nhau. Anh có muốn nghe một câu chuyện không? Nếu như em chia sẻ cho anh thì nghe. Bữa khác nói. Cái cách suy nghĩ và cái cách nói chuyện của anh thì có lẽ là mọi người con gái tính đang thích. Sau một cuộc trò chuyện cũng khá là lâu, anh đã cảm nhận được là anh Tuấn là một người cũng rất là sâu sắc, và anh đã nghĩ hai người có thể làm bạn tốt. Bạn tốt. Là cách của bạn An và bạn Anna là cặp làm cho Tuấn cảm thấy nghi ngờ đầu tiên. Trong sự ngượng ngùng của An và Anna khi mà gặp nhau hồi sáng, thì Tuấn cảm nhận giống như hai người này đang cố tình lơ nhau. Đạo loại giống như là khi trả lời nhau thì không có nhìn thẳng mặt vào nhau, thì tôi nghĩ là không có lý do gì, không quen biết nhau, không có lý do gì mà để cho hai người phải tránh ánh mắt nhìn nhau như vậy.